chuyên mục Câu chuyện pháp luật. Chuyên mục Câu chuyện pháp luật. Quý thính giả thân mến, khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, nhiều người dân ở xã biên giới Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ không thể sinh sống nơi quê cha đất tổ bởi chiến tranh loạn lạc. Đứng trước tình hình đó, thực hiện chủ trương của cấp trên, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quý Tây đã di dời các hộ dân từ vùng quê hẻo lánh ra sinh sống ở các tuyến lộ để tiện quản lý và bảo vệ sự yên ổn của dân cư, bởi lúc này tình hình biên giới hết sức phức tạp. Cũng như bao hộ dân khác, gia đình ông Dương Văn Đế cùng các con như Dương Thị Sáu, Dương Thị Nị giờ nhà ra mặt lộ để cất nhà trên phần đất của ông Lâm Văn Trị, gồm các thửa đất số 220, 221, 222 và một phần thửa số 219. Lúc này ông Trị cũng không có ý kiến gì, bởi trong lúc chiến tranh, hơn nữa là xã biên giới nên đất đai cũng không có giá trị như bây giờ. Vấn đề này bà Dương Thị Sáu, ông Lâm Văn Trị, xã Mỹ Quý Tây cho biết. Năm 79 tôi về đây cất nhà, bởi vì tôi cũng có đất ở trên á. Rồi nhà nước gom dân về đây để có trật tự để dễ bảo vệ. Cho tôi về đây cất nhà nhằm vào đất ông Chính Trị. Đó ở đây chạy hô chạy miên rồi cái quanh về cái là ai muốn cắt đâu cắt rồi nhà nước nói giờ vô quy hoạch vậy cái là ai muốn cắt đâu cắt vậy thôi. Đến năm 1998, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành quyết định số 609 về việc bồi hoàn giá trị quyền sử dụng đất cho chủ cũ, thì cả ông Dương Văn Đế và bà Dương Thị Sáu do quá nghèo, cơm còn không đủ no, nói gì đến chuyện tiền bạc, cho nên không có khả năng bồi hoàn cho ông Lâm Văn Trị. Nhưng hai hộ vẫn tiếp tục sử dụng và cất nhà ở trên phần đất này. Đến năm 2001, khi Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ cất tặng nhà tình thương cho những gia đình có công với cách mạng, trong đó có gia đình ông Dương Văn Đế, nhưng với điều kiện đưa ra là phải có đất ở. Trước tình hình trên, hai gia đình mới đề nghị đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quý Tây cùng với Ban Quản lý ấp 3 đến nhà ông Đế để mời ông Lâm Văn Trị thương lượng trả tiền qua lợi đất đai. Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất và nhờ cán bộ địa chính xã Mỹ Quý Tây, lúc đó là ông Hồ Văn Hồng, đo đất theo nội dung thỏa thuận của hai bên. Theo bà Dương Thị Sáu trình bày, trên thực tế cả bà cũng như bà Dương Thị Nị là con của ông Đế và là em ruột của bà, đã thỏa thuận đi đến thống nhất sẽ đền bù qua lợi về đất đai trong Lâm Văn Trị với giá 6 triệu đồng trên toàn bộ diện tích đất ở vào năm 1979. Riêng phần đất nằm ở phía sau, ông Trị đồng ý bán luôn với giá 3,5 triệu đồng. Bởi lẽ theo ông, phần đất này làm ăn không hiệu quả, nằm kế bên nhà nên bị gà, dịch quấy phá. Tuy nhiên bà Sáu đã trả đủ 1 triệu 750 ngàn đồng cho ông Trị để lấy luôn phần đất phía sau. Còn bà Dương Thị Nị do hoàn cảnh gia đình khó khăn lại gặp chuyện không may nên chưa trả tiền được. Sau này khi bà Nị đã định cư ở nước ngoài, kinh tế không còn khó khăn như trước nữa. Nhưng phía ông Trị không chịu bán. Còn đối với ông Trị cho rằng bà Nị chưa trả đủ tiền, vì vậy ông lấy lại một phần đất là phù hợp. Vấn đề này bà Dương Thị Sáu và ông Lâm Văn Trị, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ cho biết. Ông Chính Trị mới kêu nói thôi bây ở làm sao này gà vịt này kia nọ, thì thôi ta sẵn bán luôn. À, ông Chính Trị ông kêu bán luôn, trong khi đó là 1 triệu 7 một nền, 2 triệu là 3 triệu rưỡi. Xong khi đó tôi cũng ráng chạy, tôi mua được cái chỗ của tôi là khúc sau. Còn bên nay em tôi là nó cũng ông già bà già chết quá. Không tiền, không mua, đất ổng còn của ổng. Có trả, trả mà nhỏ 6 thì nó mua 30 thước. Đó, bề ngang thì cũng có hết. Nãy thì nó mua 30 thước mà nó trả có 20 là còn chục, cái chục nó đi nước ngoài rồi không trả. Còn theo lời ông Hồ Văn Hồng thì phát biểu của ông Lâm Văn Trị là không chính xác. Theo biên bản do ông Hồ Văn Hồng, cán bộ địa chính xã Mỹ Quý Tây lập ngày 7 tháng 6 năm 2001, có sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Lên và Trần Văn Lánh thì bà Sáu, bà Nị đã trả trước 6 triệu đồng, còn lại 3 triệu 500 ngàn đồng phần đất phía sau. Hẹn đến ngày 15 tháng 8 năm 2001 âm lịch sẽ trả. Nếu sai hẹn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vấn đề này ông Hồ Văn Hồng, cán bộ địa chính xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ cho biết. Là đảng ủy, ủy ban nhân xã là trực tiếp đi cùng có tôi đi nữa. Thì đi vô đó thì tôi thì vô chủ yếu là để làm một cái công việc là
ghi chép lại cái biên bản dùng trên sự thỏa thuận của người ta thôi. Đó. Thì như vậy là vô rồi hai bên đó là người ta thống nhất, là thỏa thuận thống nhất với nhau là nguyên một cái lô đất đó mặt tiền đó là 60 mét, tức là hai hộ. Đó, thì cái quy cách là 30-40 thì 3 triệu một nền. Thì hai hộ này đã trả rồi. Theo như bản cam kết giữa ông Dương Văn Đế với huyện Đức Huệ có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quý Tây, trong thời gian từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2001, ông Đế phải làm xong căn nhà tình thương trị giá 5,5 triệu đồng. Nếu không làm đúng quy cách, đúng thời gian như trong bản cam kết thì ông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hiện nay vợ chồng ông Đế đã qua đời, bà Dương Thị Nị đang định cư ở nước ngoài, phần đất và nhà nói trên giao cho hộ ông Dương Văn Song, cũng là con ruột ông Dương Văn Đế gìn giữ. Tuy nhiên do bận công việc làm ăn nên ông thường xuyên phải ở tỉnh Tây Ninh, còn nhà ở xã Mỹ Quý Tây do vợ con ông ở. Ông Dương Văn Song, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết. Đây thì ông lấy lại 12 mét. Hồi đó đất này là tôi đã ông già với em có mua rồi, nên bây giờ chuyển nhượng lại cho tôi, nên là để sử dụng đất. Cho đến nay, cả ông Lâm Văn Trị và bà Dương Thị Nị vẫn chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về phía ông Trị cho rằng bà Nị trả tiền chưa đến 20 mét, nên ông đòi lấy lại 11 mét đất chiều ngang. Còn ngược lại, theo bà Nị, ủy quyền cho ông Dương Văn Song đã bồi thường xong phần đất chiều ngang 30 mét và chiều dài 40 mét như đã bố trí ở từ năm 1979. Còn phần đất phía sau, nếu ông Trị tiếp tục bán theo giá thị trường thì bà sẽ mua. Ngược lại, đất của ông Trị vẫn thuộc quyền sử dụng của ông. Tại biên bản hòa giải ngày 16 tháng 12 năm 2013 và ngày 3 tháng 4 2014 của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quý Tây đã phân tích phần đất ở từ năm 1979 đã bỏ hoang xong rồi, vì thế nên giữ nguyên hiện trạng, còn phần đất phía sau nên thỏa thuận giá cả cho phù hợp. Tuy nhiên, bà Lâm Thị Bích Đông là người đại diện cho ông Lâm Văn Trị lại không đồng ý. Hiện tại do bà Dương Thị Nị là người định cư ở nước ngoài nên thẩm quyền giải quyết tranh chấp này thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Theo bà Phan Thị Như Băng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quý Tây cho biết, để làm rõ quá trình sử dụng cũng như sáng tỏ về nguồn gốc đất, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quý Tây đã cung cấp hai văn bản ngày 7 tháng 7 và ngày 21 tháng 7 năm 2016 để cấp trên xem xét, giải quyết cho phù hợp với quy định của pháp luật. Vấn đề này, ông Dương Văn Song, bà Dương Thị Sáu, ông Lâm Văn Trị và ông Hồ Văn Hồng cho biết thêm. Cái nhà nước là ý của tôi muốn nhà nước giải quyết cho thỏa đáng. Cho nó đúng theo cái quy định là cái như có bao nhiêu tôi xài bao nhiêu. Nên là của ổng hàng ổng thì có, nếu mà cái phần đuôi của ổng thì của ổng còn có ổng, nếu mà hả thương lượng được thì tôi cũng mua cho ổng nữa. Đề nghị cấp trên và nhà nước giải quyết cho tôi thỏa đáng, tôi mua bao nhiêu, cho tôi sử dụng bao nhiêu, cho tôi mua bằng cái giá tiền hồng đó là bao nhiêu tôi lấy bao nhiêu, còn đất ổng tôi trả ổng, tôi không lấy. Cái như trả không tới 20 thước nữa, 19 thước à. Rồi còn lại 11 thước à, để tôi lấy lợi. Theo quan điểm của xã thì tôi nghĩ là tôi làm mấy cái văn bản trả lời ở đây là cái đất này á thì tranh chấp nhau về cái hợp đồng mà cái đoạn sau đó. Thì bây giờ là hai bên nữa là thỏa thuận nhau vì sao vô cái đoạn sau đó thôi, dù do tòa án quyết cái chuyện đó, còn cái phần trước đó là vẫn phải để nguyên cho người ta. Bị cái đất này là từ trước tới bây giờ, từ năm 79 tới bây giờ là ông Đế không có sử dụng, ông Trị ông không có sử dụng, mà chỉ có gia đình ông Đế này sử dụng. Thì chắc giờ nhà tình thương ông cũng còn đóng. Việc phân xử như thế nào về việc tranh chấp phần đất nói trên thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân các cấp tuyên xử bằng một bản án trong những ngày sắp tới. Khi đó sẽ rõ ràng ai đúng ai sai. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là làm sao để vừa giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời lại giữ được tình làng nghĩa xóm. Vừa rồi là câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.